Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống khỏe với bác sĩ Win Tran của đài truyền hình Phố Bô Sa TV và tổ chức VietMD.net. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một loại thực phẩm chức năng đang rất hot trên thị trường tại người Việt tại Mỹ cũng giống như tại Việt Nam, đó là Fucoden. Nhiều báo chí cũng như đài truyền hình liên tục nói về tính năng chữa bệnh, nhất là ung thư của Fucoden. Như vậy thì thật hư cái câu chuyện này như thế nào? Kính thưa quý vị, Fucoden là một trong những chất chiết xuất từ tảo và được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà Nhật Bản là một trong những nơi đầu tiên họ phát hiện ra điều này. Và có một những nghiên cứu cơ bản cách đây mấy chục năm về Fucoden thấy là những người mà dùng Fucoden là về lâu dài họ sống thọ hơn, cái khả năng ung thư của họ thấp hơn và về sức khỏe thì tốt hơn. Sau đó thêm nhiều năm thì Fucoden qua nhiều nghiên cứu khác nhau chứng minh được những đặc tính rất là đặc thù và rất hay, ví dụ như là kháng viêm trong một số trường hợp, kháng virus trong một số trường hợp, ức chế hệ miễn dịch. Chính vì những đặc điểm rất hay của Fucoden mà rất nhiều nhà khoa học đã nghĩ tới chuyện tại sao chúng ta không thử làm bệnh ung thư. Tại vì ung thư là một dạng tế bào phát triển không kiểm soát được, và nếu như chúng ta có một cái loại thuốc hay một cái loại chất mà có thể là ức chế khiến cho việc phát triển của tế bào ung thư bị hạn chế lại, thì Fucoden có vẻ như là một trong những ứng viên rất là tiềm năng. Và thật vậy, những nghiên cứu về Fucoden cách đây vài năm cho thấy những kết quả khá là thú vị. Thú vị tại vì có một số nghiên cứu chứng minh là đúng, nhưng mà có những một số nghiên cứu là chứng minh Fucoden không có tác dụng. Tôi nói ví dụ, năm nay nghiên cứu về Fucoden trên tế bào ung thư da, thì đây là cái mô hình thôi chứ không phải là ung thư da thiệt, thì cho thấy Fucoden có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư da. Nhưng sau đó một nhóm nhà nghiên cứu lặp lại nghiên cứu này thì lại không có cái sự tác dụng như vậy. Tuy nhiên, chính vì cái tác dụng của Fucoden chưa được công nhận rõ ràng, cho đến ngày hôm nay Fucoden vẫn chưa được xem là một trị liệu ung thư được chấp nhận. Và Fucoden cho tới ngày hôm nay vẫn là một dạng thực phẩm chức năng, có nghĩa chúng ta ăn vào và chúng ta hy vọng có một số chất bổ dưỡng, và chỉ như vậy thôi, chứ không phải là quá mức như một số chúng ta nghe hay nói rằng là Fucoden có thể chữa hoặc là chữa hẳn hoàn toàn bệnh ung thư. Thì tất cả những bằng chứng y khoa cho tới ngày hôm nay là chúng tôi chưa thấy cái điều đó. Mặc dù tôi mới nói với vị là Fucoden có những đặc tính rất là hay, tôi hy vọng là tương lai chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về Fucoden và hy vọng là Fucoden có thể đóng góp một phần nữa trong chữa trị ung thư. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta quá thích ăn uống Fucoden, quý vị nên nhớ Fucoden có những tác dụng phụ rất là nguy hiểm. Một trong những tác dụng phụ đầu tiên của Fucoden tôi muốn nói là khả năng làm cho máu chúng ta dễ ít bị đông hơn. Tại vì Fucoden có khả năng chống đông máu. Quý vị nào đang uống những thuốc về chống đông máu, Coumadin hay là những thuốc mà tại vì quý vị có cục máu đông, quý vị phải cẩn thận. Tại vì khi quý vị ăn hay là uống Fucoden vào, quý vị có thể dễ bị chảy máu hơn. Trong một số trường hợp có thể xuất huyết ở những nơi nguy hiểm như là xuất huyết trong não hoặc là xuất huyết ruột, là có thể là tác dụng phụ nguy hiểm của Fucoden. Tác dụng phụ nguy hiểm thứ hai của Fucoden là tại vì đây là cái chất chiết xuất từ tảo, thành ra có rất nhiều iốt. Quý vị nhớ muối iốt từ biển. Thì một số quý vị có bệnh về tuyến giáp là thyroid đó, mà ăn uống Fucoden không kiểm soát có thể ảnh hưởng tới mức độ cái iốt của mình cao hơn, và từ đó sẽ dẫn tới sút cân và dẫn tới bệnh tim, dẫn tới những bệnh khác. Nói tóm lại, Fucoden cho tới ngày hôm nay vẫn được xem là một loại thực phẩm chức năng và được dùng để ăn uống và có một số tác dụng hỗ trợ nhất định trong dinh dưỡng. Nhưng mà ngoài ra, những bằng chứng khoa học cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy Fucoden có những tác dụng nhất định, nhất là cho tới ngày hôm nay vẫn chưa được xem là một phương pháp để trị liệu ung thư. Xin kênh cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng buổi nói chuyện ngày hôm nay quý vị hiểu rõ hơn là về Fucoden, về thật sự sản phẩm nó có tác dụng như thế nào. Quý vị nào có thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào về sức khỏe, xin liên lạc với chúng tôi và chúng tôi rất vui để tiếp tục được hầu chuyện với quý vị trong những lần kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.